Dạ con mời má uống nước cam. Mời ai kia uống nước cam? Cô quá lắm cô. Mới có về bệnh chút xíu thôi à, mà tàu hót, mà mét đủ thứ hết trơn á trời à. Bộ cô thấy bà má chồng này ác với cô dữ lắm phải không? Đâu có ác nhiều đâu, con nói với tía con má ác có một chút à. Vậy đó ha, ác chút cũng là ác. Cảm ơn à, không dám. Thôi Tám đừng nóng giận nữa. Chắc là Xuân không có cố ý như vậy đâu. Nhiều khi là bác trai bên đó xót con gái quá cho nên nóng giận chút vậy thôi à. Con đúng thiệt là hiền lành tốt bụng. Cô thấy chưa, con gái nhà người ta hiền lành như vậy á, phải chi mà cô hiền ngoan như vậy. Tôi đâu có chửi cô, tôi đâu có trách mắng gì cô. Thôi Tám đừng nóng giận nữa, mình uống nước cam đi cho khỏe nha. Uống đi con, nước này con, uống đi con, uống cho hạ quả con. Lần này không biết là Xuân có dắt nhiều cam vô đây không, chứ lần trước Xuân làm dở quá, uống không nổi luôn á. Trời đất ơi, người ta dắt cho uống rồi mà còn chê ổng, chê eo nữa. Thôi nếu mà thấy dở thì thôi đổ đi đừng uống. Trời, Xuân làm gì mà dữ vậy? Tôi chỉ góp ý thôi mà. Trời ơi, người ta mới nói đỡ cho cô chút xíu vậy à. Mà làm cái gì, nói cái gì mà đổ này đổ nọ. Cô nói vậy là ý cô muốn nói luôn tôi đó phải không? Dạ con xin lỗi má, con không có ý nói tới má. Nhưng mà thiệt tình con tức lắm luôn á má. Má là má chồng con, bây giờ má sai con làm gì cũng được, má chửi con cỡ nào cũng được hết đó. Mà mắc mớ gì bây giờ con phải hầu hạ người dân nữa. Trời đất ơi, cái gì đâu mà nói người ta là hầu hạ. Người ta là người quý, người ta đỡ cho cô những lời nói như vậy. Bây giờ cô đứng đây cô trả treo với tôi nữa. Không biết yêu quý người ta mà nói hầu này hầu nọ nữa à. Không con. Má, nãy giờ con nghe hết rồi đó. Con thấy là không được chút nào á. Sao không được? Con Chanh, tôi thấy càng ngày cô càng quá đáng rồi nha Chanh. Ê, nha. Ê, mày nói vậy là tao là người sai phải không? Má để con nói hết cho. Cô qua đây chơi, cô là khách, chủ nhà người ta quý cô, xuống nặng cam cho cô uống. Cô chơi dở, chơi này chơi kia, nếu mà dở lỡ uống rồi móc họng trào ra đi. Như vậy, như vậy là con nói má sai đúng không? Con... Đó, cô thấy chưa? Nó là thằng con của tôi, hang. Mà nó còn dám trả treo với tôi như vậy đó, hang. Cho cô vừa lòng cô. Bực mình quá, đi con, đi lên. Đi con, cầm nước cam theo uống con. Dạ. Ở đây nhìn mặt hai đứa này trào máu thêm. Bữa sau nó đòi uống nước cam nữa hả? Em lấy dạy em cứa nó cho nó uống nước chanh luôn. Thôi từ từ, tôi thiệt là hồ đồ. Trời ơi, tôi hối hận quá, không biết nói với anh sao luôn. Bữa hổm tôi thấy ông đang đứng câu cá, tôi tưởng ông câu vợ tôi luôn. Anh hiểu được như vậy là tốt. Tôi nghĩ bây giờ anh nên đi xin lỗi An đi. Mọi chuyện sẽ qua thôi. Xin lỗi không biết An chịu không nữa. Tại tía tôi tự nhiên làm lớn chuyện chi không biết. Tôi cảm ơn ông nha. Không có chi. Tha lỗi cho tôi nha. Tôi không cây nha. Ngon. À, hôm nay qua tới đây ha, ngon nha. Giác sát qua đây là mày ngon rồi, mày ngon rồi. Nè, mày muốn gì? Bây giờ mày muốn gì đây? Mày tới đây mày kiếm chuyện gì nữa đây? Không không tía ơi, chuyện này là hiểu lầm lâu. Làm gì? Khứa rồi qua đây làm gì đây? Khứa rồi qua đây làm gì? Dạ, qua đây để nói cái chuyện hiểu lầm thôi, chứ có gì đâu tía. Tía đừng làm gì người ta hết tía. Anh Nam về đi. Tôi về trước nha. Em đầu chuyện qua không có cản được. Em lấy cái này em cản cho. Tôi về bất ngờ. Tía, đừng có làm gì hết. Tía vô đây tía. Mày bỏ cái cây xuống coi. Vô đây ngồi tía, đàng hoàng đi tía. Thằng ôn hoàng hụt dịch lộn này qua đây làm gì? Hả? Qua đi kiếm chuyện phải không? Không có kiếm chuyện gì hết tía ơi. Tía tự nhiên tía chửi người ta. Chửi gì? Cái chuyện này chuyện vô tía đó. Cũng vô tía mà ra không. Làm sao vô tía? Hả? Làm sao vô tía? Anh Nam là ổng từ bên Mỹ ổng về. Ổng về đây ổng chơi á, rồi ổng ở nhờ nhà bác Sáu Bảnh vài ngày thôi. Chứ không có tình ý gì với Út An hết. An là An thương của mình con nè. Việt Kiều về ha. Rồi ở bên nhà Sáu Bảnh rồi. Cha đó 11 nha. Cha tham phú phụ bần nha. Cha đi theo nó bên Bảnh luôn. Cha dẫn con An ra luôn bên đó cho mày biết. Không có đâu tía ơi. An mấy nay An thương con á là An tức mà An khóc quá trời ở bển đó. Bây giờ không biết sao nữa nè, chứ đâu phải An phụ tình bạc nghĩa thăm phú phụ bần gì con đâu tía. Mày nói thiệt không? Con nói thiệt mà. Chết rồi con ơi. Sao chết tía? Vậy lâu nay hai cha con mình bữa hôm mới qua bến là trời ơi, mình chửi mình trách ổng quá trời luôn rồi. Vậy mình trách sai ổng rồi con ơi.
Có đâu có xuống tí chửi đâu. Tí chửi ác quá mà. Bởi vì ca nói cái lời nói là không mất tiền mua. Lựa lời nói mà sao mà cho nó vừa lòng người ta. Mà nói nó bậy nó bạ bây giờ sao. Làm sao mà lấy lại đi. Thôi được rồi. Để tí vô tí rửa mặt rửa tay cái. Tí qua bển tí nói chuyện tí xin lỗi ổng. Dạ. Con ở đây chờ tía nha tía. Ừ. Làm lại lẹ nha tía. Ừ ừ. Ê hey, công nhận mình hay thiệt. Mới chút xíu giờ xong cái nồi rồi. Mai mốt mà cháu ngoại về bảo đảm rồi có cái chỗ nằm ngon lành. Chà, cái nồi đóng nhìn thấy cưng quá ha. Dòm thấy đã rồi đó bà. Thôi từ từ. Rồi người đây thì vợ. Dạ. Uống nước đi con. Uống nước đi. Dạ. Tía má. Con có chuyện muốn thưa với tía má. Nhưng mà con nói ra tía đừng la con nha. Thật ra là con muốn nói chuyện gì. Mà con dặn tía đừng có la con là sao. Con nói đi. Tía cho con qua nhà anh Phúc ở nha tía. Cái gì? Cái này là thằng Phúc ép con về bên bển ở phải không? Dạ. Đúng dạ, không? Không có. Không có. Cái này là con tự quyết định đó. Không ai ép con hết. Dạ đúng rồi đó tía. Hai bên gia đình bên nào cũng muốn tụi con về sống chung hết à. Nên tụi con khó xử lắm. Tía má hiểu cho tụi con nghe tía má. Đúng rồi đó tía. Con cũng phân vân lắm. Nhưng mà bây giờ con xin tía, tía cho tụi con về bển ở đi. Chứ bây giờ tụi con không về bển á. Ngày nào tía ở bển cũng dằn vặt anh Phúc hết trơn á. Con đứng ở giữa khó xử lắm á tía. Tía thử tía đặt tía vô hoàn cảnh con đi. Thôi không, con nó nói vậy thì thôi đừng làm khó nó nữa. Mặc dù tụi nó ở đây thì vợ chồng mình vui, nhưng mà bên anh xui có mình ên ảnh, ảnh buồn tội nghiệp ảnh. Ảnh buồn hay là ảnh không vui gì mắc mớ gì tới tôi. Trời đất ơi, ông nói vậy nghe sao được. Nếu mà ổng không vui thì ổng chì chiết con mình, ổng hạch sách con mình. Rồi sao tụi nó chịu nổi. Đó, ở bên đó ổng khó khăn với tụi nó. Rồi ở bên đây ổng khó khăn với con. Ép tụi nó vô giữa như vậy, tụi nó ngộp thở tụi nó chết luôn á. Không sống nổi đâu. Ngộp mắc mớ vậy tôi. À hiểu rồi hiểu rồi. Vậy là bà cũng ủng hộ tụi nó về bệnh ở đúng không? Vậy bà ôm mấy bó tre về đây tôi đóng cái nôi cho nó làm cái gì? Thì đóng sẵn vậy, mai mốt cháu ngoại mình nó lớn nó về đây có cái mà nó nằm. Tôi nói vậy á. Còn cương hay không tùy ông thôi ha. Khổ khổ con cháu ông chứ khổ ai. Vợ, vợ à. Vợ thôi mà vợ. Trời ơi, thôi nín đi. Đừng có khóc, nín đi. Má biết là con khổ. Nhưng mà tại vì á, con sanh ra nhà ngôi sao xấu ha. Sanh ra trong một gia đình mà ông cha, ông cương, ông cứng đầu. Ông lúc nào cũng muốn cho con cháu khổ, chứ không có muốn cho con cháu nó vui vẻ đâu. Thôi số khổ chịu đi. Anh đi vô gom hết đồ đi. Mình về Sài Gòn đi. Mình lên chợ tự đẻ, tự nuôi luôn. Khỏi ai dằn vặt hết. Tía có nói là tía không cho con về bển hồi nào đâu. Hả? Tía? Vậy tía cho con về nhà anh Phúc ở đúng không tía? Sao tự nhiên mày quay 180 độ hay vậy? Thì nó vui. Nè, nói về bển là vui liền thấy không? Đó. Bây giờ tía dặn nè, con về bển á, mà nếu con cảm thấy con ở không được á, hay là trả, ha. Đối xử với con không có tốt, không có đàng hoàng thì con có việc về nhà bên này. Lúc nào nhà này cũng mở rộng cửa đón con hết. Yên tâm ha. Tía con lúc nào cũng thương con hết trơn á. À. Mày làm gì vậy? Mày làm gì vậy? Làm gì vậy? Cháu ngoại của tía ạ, nói là mẹ ơi, cảm ơn ông ngoại giùm con. Trời ơi, sao sao trời sao luôn vậy? Sao? Nói gì sao ngồi im hoài vậy? Nói cái gì là nói cái gì? Biết gì mà nói? Thì tôi biết lỗi tôi rồi. Tại do cái tánh tôi á, nó cũng bụp chụp rồi nó cũng tương tước quá cho nên nó cứ tùm lum chuyện, tôi biết lỗi rồi. Bây giờ anh biết là tính anh bụp chụp rồi tôm tước đúng không? Ừ. Đó. Bởi vì bây giờ tôi nói anh nghe nè, già rồi, đó. Nói năng phải lựa lời, đừng có bụp chụp mà tôm hớp như kiểu đó nữa. Cái tính đó đâu phải tính tốt đâu. Hôm nay mới có chuyện vậy thôi chứ hồi trước giờ thấy đâu có cái chuyện gì xảy ra như vậy đâu. Nay cái gì? Tính ông từ xưa tới giờ vậy chứ nay cái gì? Tía. Ông lại lúc nào cũng tâm hơ tâm hớt.
nói năng thì không bao giờ lựa lời hết trơn trời. Chụp vô là muốn chửi người ta, chụp vô là muốn chửi người ta rồi. Già rồi bớt khẩu nghiệp lại đi. Tôi nè, tôi nói với anh Sáu nè, bây giờ tôi qua đây nè, tôi đã nhún nhường dữ lắm rồi, tôi chịu lép vế dữ lắm rồi, tôi xin lỗi anh đàng hoàng rồi, thì thôi anh bỏ ra đi. Giờ anh moi ra đi, nghĩ ra đi, còn bao nhiêu nữa cái chuyện nữa anh moi ra, anh đổ một đồng nữa thì tôi chịu cho, rồi xong tôi một lần cho dứt. Thì được thôi, một tí. Thì cái chuyện này ông đã suy nghĩ được rồi, thôi tôi đâu có nói gì đâu. Đó, hôm nay qua đây thì tôi muốn nói anh vậy, rồi thôi thì mình hai gia đình mình quê, nghe không, làm quê đi, đừng gây gỗ nữa ha. Quê thì quê, nói vậy phải nghe được không? Ừ, quê ha. Thì quê. Thôi về chào bác Sáu về con. Dạ thưa bác Sáu, con về. Ừ. Anh về nha. Ừ, bye anh. Trời ơi nè. Dạ, cái cây. Ừ, hai cây được không? Con nói cái này để nhà đi, tiếng cứ cầm theo hoài làm gì không biết nữa. Ba con suy nghĩ vậy là tốt đó, quân tử phải phòng hậu. Ông cầm thêm cái cây này nữa, lỡ ông đi ông chửi người ta đập què giò, ông có cái ông chống. Thì nói cái gì vậy Sáu? Tía nói vậy. Mới giỡn chơi không mà sừng cô rồi. Tao nói cái chuyện gãy giò gãy cẳng luôn đâu ăn thôi. Thương con đi tía. Gì vậy? Dạ. Từ từ anh. Thôi được rồi, để tôi bác đỡ cho nó cho. Đi. Quên chứ. Về nha. Ừ. Quỷ già. Chắc ông quỷ trẻ. Giờ chuyện của bác Năm Toản bay á, ngó vậy cũng ổn rồi. Dạ. Bây giờ còn bà Tám Điệu nữa, tía không biết làm sao đây. Còn nghĩ á, với cái chuyện của tía nói với bác Tám hôm bữa, với cái tâm tánh của bác Tám như vậy á, thì chắc là cũng một phần gây khó dễ cho chị hai đó tía. Bởi vậy tía mới lo. Ê. Dạ. Hôm ấy bay điện thoại cho chị hai bay thử coi có chuyện gì không. Dạ. Alo, hai nghe nè Út, có chuyện gì vậy? Hả? Chị hai, bên đó chị hai có ổn không vậy? Tía lo, bác Tám có nói gì không chị hai? Trời ơi, hai ổn mà, không có chuyện gì hết á. Thôi nha, hai đang bận nha. Rồi, tía nghe rồi đó, chị hai không có sao. Nó không sao là mừng rồi. Uống trà đi anh Năm. Dạ. Trà này ngon lắm á. Ôi, nói tới cái chuyện xui gia với gia đình cha Sáu Bảnh, tôi đau đầu lắm chứ không phải riêng anh đâu. Sao vậy chị? Bộ chị với chả không có hạp hả? Hạp cái nỗi gì mà hạp. Anh nghĩ coi, có thằng con trai tôi mang nặng đẻ đau nuôi cho tới lớn. Ừ. Cưới vợ về cho nó, không biết về con vợ của nó đấy ha. Dạy cái gì, nói cái gì mà nó cãi lời tôi nghe ông ống vậy. Vậy sao? Ừ. Trời đất ơi, mà chị có dạy đúng không? Không lý tôi đặt điều với tụi nó sao mà anh nói vậy? Quên. Đó, anh nghĩ coi, mà cái thằng Lộc nha, tôi nói nó chiều, nó cưng Xuân dữ lắm anh. Thấy không? Con Xuân nó kêu cái gì, nó sai cái gì, nó làm răm rắp vậy. Trời ơi, vậy đâu có được đâu, cái gì cũng có mức độ đúng không? Ừ. Làm gì quá luôn á. Nếu mà làm vậy Lộc để kiểu đó, mai mốt nó leo đầu chị nó ngồi luôn á. Nó leo rồi còn gì nữa mà mai mốt. Leo ngồi chỗ nào? Ai mà hỏi là ngồi đang ở đâu? Nó leo lên đầu tôi nó ngồi rồi, ha. Trời ơi, thiệt tình vậy đâu có được đâu. Anh nói nha, anh cẩn thận nha. Mai mốt mà anh gả cái thằng con của anh cho gái út của ông Sáu Bảnh á, anh phải dặn dò thằng con anh. Để không thôi á, hai chị em nó giống nhau lắm đó. Khỏi lo chị, khỏi lo, trời đất ơi. Nè, tôi đe nó từ ở nhà rồi, tôi răng nó từ ở nhà rồi. Được không được thì thôi, nghe không? Chứ không có chấp nhận cái kiểu đó được. Kiểu gì đâu mà đưa coi cha mẹ mình không ra vậy sao được. Đúng rồi anh. Tôi không chấp nhận gì. Có cái nỗi là tôi buồn nhất là thằng con của tôi. Sao? Nuôi nó như vậy, dạy nó như vậy, mà bây giờ ha, cái gì nó cũng nói vợ chồng nó đúng hết. Trời ơi, cái thằng buồn này lắm chứ anh. Quá tệ, cái thằng nó tệ quá rồi. Thằng Lộc này bởi vì. Ủa bác Năm,
Bác mới qua chơi hả? Ừ con. Thưa má con mới về. À. Ê, ê, ôi ê, trời ê. Vậy mà nóng muốn banh da luôn vậy đó. Bác Năm ra đường nhớ đội nón nha, không thôi là banh da đầu bác Năm luôn á. Có cái nón này không? Gì? Mày á? Mày với vợ mày sao vậy? Mày binh vợ mày làm đó làm bậy làm bạ mày không khéo mày bất hiếu với má mày á mày. Vợ chồng con nói thiệt bác Năm nha. Từ đó về vợ chồng con chưa bao giờ lớn tiếng với má một lần luôn á. Bả nói vợ mày leo đầu bả ngồi luôn á. Bây giờ con hỏi bác Năm nè. Hỏi gì? Vợ chồng nha, nếu như mà mình giúp đỡ cho vợ mình, đỡ đần cho vợ mình trong lúc rảnh rỗi như vậy thì bác nghĩ là có được không? Được chứ sao không được. Hồi xưa bác Năm gái mày còn sống, tao phụ qua hoài chứ có gì đâu. Đó nè, thí dụ như là vợ mình mệt nè, vợ mình bị bệnh nè, mình có thể thay vợ mình nấu ăn nè, hoặc là lúc rảnh rỗi á mình thay vợ mình quét nhà, dọn nhà cửa vậy được bác Năm. Làm công việc nhà đúng không? Dạ được, trời đất tốt. Đó nè, thí dụ nữa nè. Ừ. Khách tới nhà chơi, chỉ là khách thôi nha. Khách thôi. Mà sai khiến vợ mình. Ừ. Chê bai vợ mình, nói vợ mình cái này cái kia. Như vậy mình có binh vợ mình không bác Năm? Trời ơi, cái đó gặp tao á, chẩu chà tao đơm vô đầu á, chứ đừng có nói giỡn với tao à. Con chưa đơm là may lắm đó bác Năm. Ừ, tao như mày là tao đơm chẩu. Thì đó, tất cả những gì má con giận là như vậy đó. Vợ chồng con làm vậy thôi, má con giận vậy đó. Má con không chịu này, không chịu kia, không chấp nhận, không thích. Đó, bác Năm coi vậy được không? Thôi con mệt quá rồi, bác Năm ngồi nói chuyện với má con nha, con xuống sao à. Ấy ấy tao về luôn á. Anh Năm, sao anh kỳ vậy? Tại sao anh nói chuyện tôi anh cũng đúng, mà anh nói chuyện nó cũng đúng là sao? Anh ba phải quá. Chị không có hiểu, bây giờ chị hiểu không? Chị đang đi một chiều, tôi theo chị một chiều thôi. Còn có nói về thì ngược chiều lại. Thì cái chiều nào đúng tôi phải nói đúng, chiều nào sai tôi nói sai chứ. Sai đúng cái gì? Không có rảnh nói chuyện với anh, anh đi về đi. Hồi nãy để ta về luôn đi. Đi đi, không muốn thấy mặt anh. Uống gì uống, trả lại. Trời ơi, quỷ dịch. Già không có tóc mày đặt sao xạo xạo. Chào bác Sáu. Bác thức sớm dữ ha. À con. Dạ. Sao ở về đây rồi ở nhà quê rồi thấy buồn không? Tối rồi ếch nhái rồi kêu rồi mày buồn mày. Dạ không, con thấy thích nữa đâu bác. Không khí rất là trong lành. Vậy được rồi. Dạ ngủ rất là ngon luôn bác. Ngủ ngon. Dạ ngủ ngon quá trời ngon. Anh. Dạ thưa tía con đi làm. Anh Nam ở nhà chơi với tía em nha. Ừ. Này em mừng. Dạ. Ăn làm gần đây không bác? À cỡ 3 cây. 3 cây hả? Đây tới đẳng 3 cây. Ờ không, con hỏi là cái chỗ làm của An có gần ở đây không á? Thì đây tới đẳng 3 cây. Gần dữ vậy hả bác? Có 3 cây, ba cái cây là tới rồi hả? 3 km. Trời ơi, vậy bác nói luôn 3 cây số là con hiểu rồi. Tự nhiên bác nói 3 cây. Con tưởng đâu là cái chỗ làm cách đây 3 cái cây gì, 3 cây tre hay 3 cái gì. Con rành tiếng Việt mà. Ủa biết, rành tiếng Việt luôn hả? Bác thấy con phát âm đâu có bị đớt, bị ngọng đâu. Ba con không có kể cho bác Sáu nghe sao? Ở bên đó là bất cứ ai ở trong gia đình đi ra bên ngoài thì không biết, cứ về nhà là phải nói tiếng Việt. Thậm chí là ba con tập là phải viết tiếng Việt. Cho nên bây giờ con nhắn tin với bác Sáu tiếng Việt là bình thường. Ờ hèn gì, tao thấy mày nói tiếng Việt cũng giỏi. Chứ bác thấy có nhiều người đi qua mới vài ba năm cứ về cứ không nghe hiểu được luôn á. Không, nhiều khi bác trách người ta cũng tội. Người ta đang rành tiếng Việt, cái qua kia nhập vô chưa kịp, cho nên bị lộn xộn hết. Ủa mà bác Sáu, An làm công việc gì vậy bác? Nó làm ở trong cái xưởng mỹ nghệ. Xưởng mỹ nghệ? Đồ mỹ nghệ đó. Không, cái này là con không hiểu thiệt á. Thôi vậy chờ đi, giải thích mệt. Đây, hàng thủ công mỹ nghệ măng bằng cái lục bình. Cái này là bằng lục bình. Biết lục bình không? Con biết lục bình mà. Lúc mà con về đây con nhớ cây lục bình mà xanh xanh mà ở dưới nước. Đúng rồi, nó đó. Wow. Cây lục bình mà có thể làm ra vậy hả bác? Trời ơi, không gì làm ra được nhiều sản phẩm lắm con. Chứ không phải một thứ cái vỏ này không đâu. Làm thùng đựng đồ, đựng rác, đựng đồ này nọ rồi thảm rồi đủ thứ hết. Công nhận. Có khóa nè.
Vậy vậy chắc là chủ sửa gần đây hả bác? Gần. Ở nhà này luôn nè. Ở trong nhà này luôn. Ừ. Ủa không lẽ chính là cô ấy đó. Là An luôn. Nó đó. An dỗ dữ vậy hả bác ha? Cái này bác coi nè, rất là đẹp nha, rất là tinh tế đó. Đây nè bác, bây giờ bác dẫn con tới chỗ làm bà cây đi được không? Muốn qua bển này đâu cần bác dẫn. Vậy chứ sao bác? Mày ráng mày chạy nhanh mày rượt theo cái kịp chứ gì đâu, nó mới đi vậy mà. Dạ. Ê, con quên nè, con trả bác Sáu nè. Con đi nha, con đi với bác Sáu. Ừ, bển thiếu giống gì. Tám, Tám uống nước đi Tám. Vô đi anh ơi. Đi bà nó rồi. Trời đất ơi, sao mà không thấy một bóng khách nào hết trơn á trời. Hồi đó ở nhà ở không nó không có mệt, rồi ra đây bỏ vốn bỏ giếng ra làm cái quán này, giờ ở không nó mệt gì đâu á trời đất ơi. Tám, quán mình mới mở đâu có bao lâu đâu, cho nên chưa có nhiều người biết tới quán mình nên mới như vậy. Mình á là mình phải kiên trì, làm gì cũng vậy hết á. Thời gian đầu mới mở ra thì mình phải chịu lỗ, nhưng mà mai mốt á khách biết tới quán mình nhiều á, lúc đó ha Tám tha hồ hút bạc luôn. Tám nè, Tám nút, Tám nút. Tám nút nè. Mấy nút, mày nhiêu? Hai nút. Tao gom, tao gom. Ê ê, tao tắt cho mày nè. Ừ. À ha, mày hết tiền quá không? Còn tiền không? Tiền không? Mượn không? Thì đưa mượn mớ đi. Tao gỡ tao trả. Ờ cho nó mượn đi. Mấy bay làm chứng nha. Ờ. Mượn nhiêu? Thì có nhiêu cho mượn nhiêu đi. Rồi, 10 triệu. Đi. Từ từ, quay phim lại mày. Rồi, quay phim lại làm bằng chứng nha. Trời ơi, thấy ghê quá. Tao mượn rồi tao trả. Chứ có gì đâu mày đưa phim mày. Mày lắm. Đúng rồi, quay phim để làm bằng chứng. Bây giờ mày nói đi, mày mượn tao bao nhiêu? Nói. Giờ tôi có mượn của ông Trạng 10 triệu. Nếu như mà tới tháng tôi không có tiền trả thì tôi trả tiền lợi cho nó. Rồi. Mày hứa đó nha, mấy bay làm chứng cho tao nha. Ờ, tao làm chứng cho. Trời ơi, tao có giật tụi bay đâu. Tụi bay tiếp làm đi, tiếp gì đi. Có tiền rồi, tiếp đi, tiếp đi. Tao này. Thái sĩ. Hôm nay tao hên quá. Đây rồi, uống miếng trà cho nó ấm họng coi. Cảm ơn Xui. Giờ tôi cũng nói thật ha, còn giờ con gái tôi á, nó về làm dâu ở nhà anh. Ừ. Thì tôi cũng mong rằng anh thương yêu nó cũng giống như là con gái ruột của mình. Anh nói gì kỳ vậy? Tôi có con gái đâu mà thương giống như con gái tôi. Thì ý tôi nói là anh thương nó giống con ruột của mình vậy đó. Thì đúng rồi, nó là dâu, nghe không? Thì đương nhiên tôi phải coi nó như là một đứa con ruột của tôi trong nhà, vậy mới phải đạo chứ, đúng không? Anh nói vậy thì thật sự là tôi rất cảm ơn anh. Còn anh nữa nha, tôi nói bao nhiêu lần hồi đó tôi nói rồi, ráng kiếm một thằng con trai đi, đúng không? Chứ anh thấy có một đứa con gái như con Hạnh, anh thấy cực khổ không? Anh nuôi nó lớn nè, ha, bây giờ nó phải có chồng. Nó có chồng rồi đương nhiên rồi phải xuất giá tòng phu, nó phải theo chồng nó chứ, ha. Rồi nè, sau này nè, nó về nhà chồng nè, rồi nó phải lo cho gia đình chồng nó nè. Thậm chí là lúc sau này là nó sanh nở rồi con, cái khai sanh, cái họ con của nó cũng phải là để tên họ bên chồng nó nữa. Chứ làm sao mà mọi chuyện đều bên chồng hết. Khi con Hạnh nó về đây nó ở đi, đi ngang nhà anh, nhìn vô nhà anh thấy mới tội nghiệp. Anh với chị ở nhà, chị Bảy nhà, nhìn hang khỉ già vậy, ngồi buồn, tội nghiệp lắm. Con nó đi rồi, nó làm dâu người ta rồi, bởi vì không chịu kiếm đứa con trai như tôi nè. Nè. Ừ? Nói câu tế vậy nha. Sao anh? Anh không có cà khịa tôi, anh chịu không nổi hả anh? Sao lúc nào anh mở miệng ra, anh mở miệng ra cho nó có duyên chút xíu được không? Trời ơi, tôi nói thiệt mà anh chửi tôi vô duyên là sao anh Bảy? Ủa cái chuyện tự nhiên anh nói chuyện vui vẻ, anh bươi mất cái chuyện gia đình của người ta anh chi? Không phải, đây nè, tôi nói cho anh hiểu nè. Bây giờ nè, con Hạnh, dù sao đi nữa, nó cũng là về bên nhà tôi rồi. Thì mọi chuyện này nó phải lo, tức là lo trước lo sau, là cho gia đình tôi, cho gia đình chồng nó.
chứ làm sao mà giờ nó chạy về nó lo cho gia đình anh được à, phải không? Tôi nói đúng không? Cho nên là tôi phải làm gì làm, dù bây giờ anh mà có chết thì nó cũng phải xin phép tôi cái nè. À tía ơi, tía cho con về, con lo đám ma cho tía con cái, chứ không phải gì nó khăng khăng bỏ chạy về được, cái gì cũng phải xin qua tôi à. Vậy thì anh có chắc đến cái ngày mà anh xuôi tay nhắm mắt á, cái ngày mà anh nghỉ thở đó ha, mấy thằng con trai của anh nó lo được cho anh không? Anh coi báo anh thấy mà, anh có coi trên mạng mà, người ta đăng quá trời. Cái những người làm cha làm mẹ đó, gặp những thằng con trai trời đánh thánh đâm á, nó quánh nó đập nó xua đuổi đó, anh thấy chưa? Anh thấy rõ cảnh đó chưa? Cái chuyện đó là cái chuyện của người ta, còn riêng con tôi á không bao giờ có chuyện đó ha. Chắc không? Anh đừng có nói cái kiểu đó nè. Còn anh nè, anh coi nè, tôi nói thí dụ thôi nè, anh nhìn thấy là tôi có hai đứa con trai mà, anh nhìn thấy đi, cái ngày tôi có xuôi tay nhắm mắt á thì nhà tôi cũng vui hơn là có hai đứa nó để tang, còn nhà anh có một đứa một để tang à. Chắc nó để tang không? Ờ sao không để tang, trời ơi anh thử anh coi đi, bây giờ nè một về tôi với em cá độ lúc anh nằm xuôi đó, anh nằm liệt đó, anh chuẩn bị chết đó là tôi nó bỏ đi hết trơn rồi. Không sao đâu, không sao, tôi mà tôi nói thiệt nè, tôi có cách của tôi nè. Thằng Phúc không được cũng còn Khang, còn anh mà con Hạnh không được thì không còn ai hết đó. Cho nên anh mới là người khổ. Tôi sợ cái ngày nào đó anh nằm xuống nghe mà nó về không thăm anh được, khi mà nó về rồi nó gặp anh được, trời ơi dồi như dồi rồi nó con gái của nó có hiếu nha, đừng có kể vụ dòi dòi gì ở đây nha. Ai lo dòi là anh dòi đó, cái miệng dòi không cha này xui gia không bao giờ nói chuyện lâu được với cha. Màu son này đẹp ghê á. Ủa anh, màu son đẹp không anh? Đẹp đẹp gì, tiền hôm bữa anh đưa cho em giữ á, đưa đây cho anh, đưa hết cho anh đi. Gì kỳ vậy, tiền anh đưa em giữ chưa kịp ấm túi nữa đã lòi lại rồi. Lấy nhanh lên đi, lăn nhăn hoài. Nè, rồi chừng nào thôi lấy nữa thôi. Gì vậy? Lấy hết. Sao còn ở dưới đây vậy? Thì anh kêu em là muốn mua gì thì mua mà, cho nên là em mới mua mấy bộ đồ mới với lại mấy đồ trang điểm đấy nè. Kêu mua thì mua ít thôi, chứ phải có tiền nhiều rồi xài hết. Gì vậy? Không biết má ở bển làm có mình có được không ta? Hay là em lo em làm hết công chuyện nhà rồi em qua bển em phụ má thằng tay? Thôi, công việc ở nhà còn cả đống nè, em làm còn chưa hết, ở đó mà đòi ra phụ má. Nè, thôi em đi giặt đồ nha. Ê, quên, để đó. Gì vậy? Để anh làm xong cái ghế này rồi anh giặt đồ giùm luôn. Trời cho. Thôi. Gì? Đàn ông đàn an ai làm mấy cái chuyện này? Anh coi anh làm gì đó, anh làm hay vô nhà nằm nghỉ đi cho nó mát. Ủa mắc cười không? Vợ tôi thì tôi phụ vợ tôi, mắc gì không được. Thôi đi, anh phụ em rồi lỡ ai thấy mét lại với má, lúc đó mệt nữa. Ui sao kệ hồi đi, ai dám nói gì. Anh nói thiệt nha, anh mà biết ai nhiều chuyện vậy là anh hốt nó liền luôn á. Ai biết đâu. Sao không cười? Mày đặc dữ quá ha. Chịu cười rồi đó hả? Mà nói thiệt, anh biết chuyện của em với má hết luôn á, nhưng mà đâu phải lúc nào anh cũng bên em được đâu. Biết rồi, dù sao cũng là má của anh. Anh làm gì làm chứ cũng đâu có mang tiếng bất hiếu được. Nghe cái hơi có vẻ trách móc lắm mà. Trách đâu trách, anh khó xử thiệt mà. Thì biết khó xử rồi, trách nào đâu mà trách. Mà em làm gì á cũng thấy má không vừa lòng hết trơn. Thôi coi như thương anh, ráng nhẫn nhịn má chút xíu đi. Hay là để anh làm xong mấy cái này á, cái anh chở hai mẹ con ra quán nước chơi á, xong rồi phụ má luôn được không? Em cũng muốn ra phụ má lắm, mà em đi ra ngoài lỡ má thấy mặt em rồi má không vui, lúc đó mệt nữa. Yên tâm đi, tính má em còn lạ gì nữa, ở ngoài cứng vậy thôi chứ ở trong nó mềm xèo à. Chỉ cần em chịu xuống nước nhỏ nhẹ, chịu làm quề trước là má bỏ qua liền. Đi coi như vậy anh, ráng đi nha bà xã. Ừ.
Trong tình yêu tôi là người chung thủy, bỏ vợ 8 lần sao vẫn cứ cô đơn. Chà, cái vụ này lạ nè. Lạ nghe, ngồi cô đơn phải không? Cô đơn là chuyện nhỏ, bây giờ tôi giúp anh hết cô đơn liền. Làm gì? Bây giờ kiếm một em cho anh khoảng 40-50 tuổi gì đó ha, coi như là chồng chết hoặc là chồng chê gì đó là hết cô đơn liền. Ôi mà thôi anh ơi, mắc công lắm. Mắc công làm sao? Tôi nói anh nghe, vợ đang về cho khỏe, tự nhiên rước cái của nợ về làm gì, chân dài tới nách tôi cũng không hàm. Thì đúng rồi, cỡ cái tuổi như anh em tụi mình rồi đó, còn cơm cháo gì được nữa đâu, đúng không? Nè, gì? Bữa nay không mua cơm cho con Hạnh hay sao mà rảnh rỗi qua chọc tôi với ông nội? Thôi, đừng có nhắc tới con Hạnh nữa nha. Nhắc tới con Hạnh là bực mình rồi, bực mình lắm. Bực mình chuyện gì nữa? Thì nó qua nhà Nam Toản ở. Trời đất, lúc đầu làm căng dữ lắm mà, tôi tưởng nó không qua, xong cuối cùng cũng để cho qua ở. Thì cha Nam Toản làm mình làm mấy, làm trịch làm thượng, một hai ép con Hạnh vợ chồng nó phải về bên bển ở cho bằng được. Rồi coi như là nó vì chồng của nó phải về bên bển ở. Rồi vợ chồng tôi vì thương con cho nên phải chấp nhận theo thôi chứ giờ sao? Ép kiểu nào, áp lực kiểu nào? Thôi tôi nói anh nghe, làm gì làm, anh với cha Nam Toản á cũng là xui gia rồi, mình dĩ hòa vi quý đi cũng hên cái á. Là nhà anh với lại nhà Nam Toản cũng gần nhau, qua lại thăm cũng đỡ. Không sao, mình làm khó quá, con mình nó khổ chứ làm gì. Đó, anh thấy không, chả chơi giọng cha không á. Tưởng chuyện gì, chuyện Nam Toản chơi giọng cha người ta với lại móc lò người ta thiếu cha gì. Từ nhỏ tới lớn chả đã dạy rồi. Tôi đây nè, chuyện tôi với cha Nam Toản này, nó thiệt anh, gây lộn không có hồi kết. Từ nhỏ tới lớn giờ vẫn y như vậy à. Thằng chả đó, đáng lý ra đó là thằng chả làm đại lý Lữ Khâu. Làm sao? Ăn rồi nói ra toàn móc họng ta không à. Chả đáng lý ra là đặt tên Năm Móc mới đúng chứ không phải Năm Toản. Nói thiệt với anh nghe, chẳng qua là vợ chồng của Hạnh á, vì nó nể mặt chả cho nên mình về bển nó ở. Còn vợ chồng tôi vì thương con mình cho nên phải chấp nhận điều kiện của chả thôi. Chứ cỡ chả nó nghe, chả móc kiểu nào á, tôi móc thằng chả tới bến luôn á, chứ tôi có sợ chả đâu. Thôi bỏ đi, tôi nói anh nghe, làm gì làm cũng là xui gia với nhau rồi. Mình cắn đắng nhau hoài, hàng xóm láng giềng người ta cười. Với lại khổ là khổ cho con gái mình chứ không khổ cho ai. Thấy không? Thành thử thôi nhịn đi, bỏ đi. Thôi giờ về đi ha. Dẹp ba cái chuyện bực mình nó qua bên đi. Bây giờ tôi mời anh ra quán bà Tám Điệu. Tôi với anh mỗi người một ly trà sữa đường đen vậy cho nó tin. Thôi khỏi. Anh rủ tôi mần cái gì mần. Đừng có rủ tôi qua quán bà Tám Điệu. Qua đó mệt. Mệt là sao? Qua đó rồi bà tưởng tôi còn yêu bà nha. Trời ơi, bắt đầu bà dẹo nha. Tôi nói bà ôm cây cột cong theo bà luôn. Trời ơi, anh nói quá. Làm gì ôm cây cột cho nó cong? Thì anh cũng biết cái tánh của bà Tám Điệu từ đó tới giờ mà. Bà điệu mà. Chứ đâu phải là bà kết anh bà mới điệu đâu. Bà không kết anh bà cũng điệu. Bây giờ anh không ra ngoài đó, đợi nói sớm ta biết được, người ta coi như là anh kỳ thị bà này kia là coi như kỳ lắm. Thấy không? Đi với tôi chứ đi nha. Có tôi không sao hết. Sao? Ừ thôi đi đi. Vậy mới được chứ. Sợ ai, mình đẹp trai mà. Ừ. Câu này tôi chấp nhận. Đây. Ủa Tám, sáng giờ chưa có khách hả Tám? Có con ma nào mở hàng đâu. Lấy giấy đốt phong long giùm Tám đi con. Ủa, chưa có ai mở hàng mà đốt phong long sao được? Đốt ai giờ Tám? Đốt tao với đốt bay chứ ai. Nhiều khi cái vía mình nặng quá cho nên nó mới bị xui vậy đó, mới bị ế vậy đó. Vậy cũng được nữa hả Tám? Được sao không được, nghe lời Tám đi, làm theo Tám đi. Biết đâu chừng lát nữa khách ào tới mà mình làm không kịp sao. Dạ. Lẹ đi con. Dạ. Được không? Dạ gió quá. Đây 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 Tám. Đó.
đó, mày bước qua, mày bước qua. Ừ, dạ, dạ. Vậy đó, làm đi. Đó, đó, giờ tao này đó, đó, mày bước qua đi, bước qua đi, bước qua, bước qua. Dạ. Rồi tao vào, tao bước qua, đó. Vậy tao bước lại. Thôi đủ rồi, nhảy mấy bước có chừng chứ đâu mà ưng nhảy nhiều nhảy. Đi có chừng trái kìa. Trái, trái, cái gì, trái gì? Trời ơi. Tắp. Trời ơi, ế đốt phong long hả? Công nhận bà đốt phong long linh nghiệm. Vừa đốt xong là có hai người tới liền, hai người khách liền. Bà hay á. Bây giờ tôi nói bà nghe nè, mời mốt quá đốt cái tờ báo này là linh nghiệm là vô từng người. Bây giờ bà muốn nghe lời tôi đi, thiệt. Có thờ có thiên có kiên có lành, bà đốt cái quán là cả xóm tập trung lại hết trơn, đông nghẹt. Nè 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 nghe, sáng sớm chưa có mở hàng nha. Tôi không có chọc ghẹo, đừng qua đây chọc ghẹo tôi nghe. Ha, tôi có ế rồi, tôi có dẹp quán gì thì kệ cha tôi. Ủng hộ thì ủng hộ, không ủng hộ thì biết. Tôi không có cần. Vì ông Bãi nha. Vì ông Bãi ông nói quá nên tôi mới qua đây nghe chưa. Chứ tôi đâu có thèm uống ba cái nước mà pha của bà. Hồi nãy tôi biết là tôi ở nhà tôi uống trà trà xăm nè. Thôi, thôi. Ê, của thằng Bảo Nam nó tặng đó, là tôi nghe cải lương còn sướng hơn qua bên đây không. Thôi mà, thôi mà. Trời ơi, quen biết với nhau không hà. Hơn nữa anh với bà cũng là xui gia với nhau. Tự nhiên anh nóng lên chi vậy? Sao không nóng ra được? Cái này mình góp ý, mình nói bà xong rồi tự nhiên bà đông đẩm rồi bà chửi tôi à. Nè, qua đây không có rủa tôi ế này ế nọ nha. Muốn chọc gan tôi hay sao? Tôi chưa phải là Bồ Tát, tôi chưa có ngồi đài sen mà xích hào quang. Cho nên á, tôi không có hỷ xả với những cái loại chúng sanh vô minh như anh vậy. Nè, bà dùng cái từ ai chúng sanh, xin lỗi bà. Bây giờ bà có ngồi trên cái hồ sen đó, bà cũng xịt khói chứ đừng có nói mà xịt hào quang. Bà ở đâu ra mà xịt hào quang? Ê, tao qua ủng hộ mày đặt chảnh chảnh hả? Thôi mà, trời ơi, dĩ hòa dĩ quý đi. Mỗi người bớt một câu là nó quề cả làng hết á. Thôi dẹp đi, ông có thích ngồi ông uống thì ông uống đi. Nhìn cái mặt mẹ này là không muốn uống rồi. Không muốn uống thì thôi đi về đi, không có tiện. Khỏi cần tiện, nha, ngồi đó đi, dưỡng sức đi nha. Dưỡng sức rồi bắt đầu đập rùi. Con trai, mày lấy một đống giấy mà đốt phong long ổng cho tao. Kỳ này đó hả, tao đốt cho ổng không còn một cọng lông. Tao đốt cho ổng đầu độc ổng luôn. Tao đốt cho ổng không còn một cái gì nữa hết trơn á. Cho vừa ổng, đồ cha già ó đâm. À, xin lỗi ha, chị Tám. Bữa khác ghé nha. Bữa khác cái gì nữa, bữa nay ngồi đi. Anh ngồi đây đi, ổng là ổng, anh là anh. Tôi ghét ổng, tôi ghét ổng, tôi đuổi ổng. Còn anh là khác. Sợ. Sợ cái gì? Tại vì nói là đốt phong long là cháy hết, không còn cọng lông nào hết. Tóc. Không phải, sợ. Ông khác, anh khác. Ừ, tranh đi pha cho bác bảy ly cam dắt đi con. Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên con. À, vậy vậy à? Dạ. Không có sao. Không có sao hết anh Bảy. Anh Bảy, mày. Được rồi, cuối được cùng rồi. Rồi đó nghe anh Bảy. Tên ơi, cuối cùng rồi á mới biết anh là người bạn tốt với tôi đó nghe anh Bảy. Chị ơi, chị đừng có nói như vậy. Thật ra Sao Bảnh là một người rất là tốt. Trời ơi, ông tốt nổi tiếng trong cái ấp này. Ai người ta cũng thương ổng hết trơn hết trọi á. Tốt cái gì mà tốt? Ông giỏi có cái miệng cái mỏ của ổng chửi điêu luyện á chứ tốt cái gì mà tốt. Trời ơi, chị với ảnh mà bạn bè với nhau từ hồi còn chăn trâu còn gửi chuồng tắm mưa. Không lẽ chị không rành cái bụng dạ của ảnh sao? Chính vì cái vụ thân thiết ở chuồng tắm mưa mà tôi biết ổng mùng một vậy đó hà. Cho anh biết vậy đó ha. Ổng không có tốt lành gì với tôi đâu. Ông qua đây để ông dòm ngó coi tôi buôn bán được hay không được. Để ông cười tôi thôi. Đó, 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 đó. Chính ra ông qua đây là tại vì ông quan tâm chị cho nên ông mới tới đó. Quan tâm gì? Bây giờ ông đang hả hê trong bụng ông kìa. Tất cả là tại chị. Tại tôi làm sao? Tại chị sốc nổi tự nhiên chị la làng. Chị chửi ông cho ông quê ông mới bỏ đi về. Ý anh nói vậy là tôi xấu tính hả? Không phải. Cái sao? Ai có cái tốt, ai có cái xấu á. Nhưng mà đừng có chọc nóng người ta thôi. Nóng người ta lòi cái tính người ta ra. Vậy thôi. Nhân chi sơ tính bổn thiện ha. Tại chị chọc ta trước. Trong hai người phải có một người tốt. Hồi nãy giờ thật sự là tôi khen ảnh không à. Vậy thôi. Vậy ha. Anh khen ổng tất nhiên là anh nói tôi là người xấu phải không anh Bảy? Không Bảy phải không? Không không phải. Ý tôi không phải vậy. Ý tôi muốn nói là ý là chị đừng chọc đóng ta thôi. Chị chọc là tôi ta nóng. Tôi biết mà. Hai cha già này, hai ông là một ruột mà. Cho nên nó là mới binh với nhau. Binh với nhau thì về bên nhà mà uống trà xăm đi ha. Rồi tôi cầu cho Tào Tháo rượt hai ông một cặp đi. Đi không tiện về cho nó còn tóc. Đi đi bác Bảy. Ủa bác Bảy, bác Bảy nước cam nè bác Bảy. Mày uống bác Bảy đi đâu vậy? Đi về. Tức thiệt chứ, tự nhiên đang yên đang lành
đi ra làm chi cho bà chữ, còn cha quỷ bảy nữa. Để bỏ mình về mình nên này, ngồi uống cà phê cái già. Tía, tía đi đâu vậy? Tụi bay đi đâu đây? Dạ con dẫn vợ con ra quán má con chơi. Ra chơi thôi hả? Dạ. Ừ, ra chơi thì được chứ đừng phụ nha. Ủa sao tía? Sao ta mới ngoài về nè. Mới chữ ban trận đó. Trời ơi, bộ có chuyện gì nữa hả tía? Nè, mày ra ngoài á, mày nói má mày á, bớt cái tính nóng nảy lại đi nghe chưa. Cái chuyện nó đang không đáng gì hết trơn á, tự nhiên cái bà sừng cồ lên, tao ghét quá tao làm cho một trận luôn. Người ta bỏ tao gì à? Dạ con biết rồi. Nè. Dạ. Rồi hai đứa bay đi rồi con Hương đâu? Dạ nó đi học rồi tía. Bữa nay con cho nó học thêm anh văn á, thành ra tới chiều con mới đón nó luôn. Vậy á, vậy giờ con dẫn vợ con ra quán má con phụ nghe tía. Phụ con khỉ khô gì, ra ngoài ngồi hưởng thụ đi, không có ai đâu. Nè, bà càng lúc bà càng khó khăn vậy á, cái quán này mới mốt dẹp chắc. Ế lắm, ế xình. Đi đi. Tía đang trù quán má anh ế. Ờ em nghe rõ ràng luôn á. Thôi vậy ra chơi thôi đừng phụ. Đi. Tiền bà cháu ơi. Rồi 5.000. Dạ con gửi. Rồi cảm ơn nghe. Dạ không có gì. Sáng sớm kêu ly trà đá đường 5.000 bạc uống hết bình trà. Chán ơi là chán. Má, quán bán được má? Được. Con đem vợ con ra phụ má nè. Ừ. Vô đi em. Cảm ơn nha. Coi làm được gì làm đi em. Quán có chút ép vậy à? Dẫn cả bè cả lũ ra đây làm chi cho đông vậy? Nếu có lòng ra phụ qua, thì đã tự lết thân ra rồi, chứ đâu cần gì chồng đưa đón. Sao đứng xa vậy? Giờ không tới. Trời ơi má. Vợ con cố gắng làm hết mọi việc ở nhà nhanh nhanh vậy, để ra đây phụ má đỡ đần với má. Mà má nỡ lòng nào nói với vợ con vậy? Thôi mày dẫn vợ mày về đi. Ở đây cái mặt của nó lầm lầm lì lì, xìu xìu ảnh ảnh kiểu đó, làm sao làm ăn lên nổi. Dẫn về đi. Gì? Đi đi. Ê da. Dạ thưa má con về. Ừ. Thưa má con về. Mày đi đâu vậy? Ở lại đây phụ má. Thì má kêu con về. Ở đây có con Chanh nó phụ má rồi, má cần con ở đây phụ má nữa. Bây giờ nè, cái quán này nè, một mình má với con Chanh lo hết đi ha. Má đuổi vợ con cũng như là má đuổi con đi theo vợ con. Ê, cái thằng này. Xuân ơi. Ui, nó có vợ rồi, nó Xuân. Có vợ nó hơn tôi mà. Thôi, Tám, Tám đừng giận nữa, ảnh hưởng tới sức khỏe. Ngồi nghỉ đi, ngồi nghỉ đi Tám. Bây giờ anh Lộc đã bị mụ Simla đó tẩy não rồi, cho nên trong đầu anh Lộc bây giờ chỉ có hình bóng của mẹ mình đó thôi, chứ làm gì còn Tám nữa đâu. Không được. Cái kiểu này bữa nay tao về tao cho ra ngô, khoai ra khoai cái chuyện này mới được. Tao tức lắm rồi, con Xuân nó sẽ biết tay tao. Hết thằng cha rồi, tới con nhỏ, ám riết như vậy rồi làm ăn cái bóc xì gì được. Tám, còn có ý này nè Tám. Gì? Hay là mình giảm giá 50% trong tuần đầu tiên khai trương đi, rồi sau đó khách kéo tới đông thì mình tăng giá lên sau cũng được mà. Ui, đang bực mình không có suy nghĩ gì được hết trơn trọi á. Bay thấy được á thì bay cứ làm đi. Vậy con làm nha. Bớ giùm em đi, em đau quá. Rồi vợ. À dạ. Hay là để anh đi lấy cái quạt máy á, cắm điện vô cho nó mát ha. Thôi. Quạt tay được rồi. Bắt máy quạt máy tốn điện. Dạ đúng rồi đó tía. Con thích chồng con quạt tay cho con vậy á. Đúng không anh? Con bay riết là như tiên vậy đó. Sướng quá sướng mà. Sao trước kêu về đây mà ổng mẹ không chịu về đây. Trời ơi, con nói thiệt với tía nha. Bây giờ mà con đang ở bên nhà con ở bển hả, con còn sướng hơn như vậy nhiều nữa đó. Thiệt á. Bây giờ nha, bên đó nè, nào là đồ ăn, trái cây nè, chè nữa. Con muốn cái gì một cái á, là má con đem lên cho con ăn đầy đủ hết luôn. Chứ không giống như bên đây, không có gì ăn hết trơn. Làm riết tao thấy tụi bay là ba má của ba má bay bên đó, chứ không phải tụi bay là con đâu. Nè, cái kiểu này ha, nuông chiều kiểu này đi nha. Ngồi chỗ về hoài nha, mai mốt là tao nói là khó sanh lắm á, cho biết à. Tía, tại vợ con đang có bầu cho nên nhõng nhẽo vậy thôi, chứ thường ngày. Có bầu chứ phải bị liệt đâu, mà cái gì cũng phải nhẹ nhàng, thế nhẹ nhàng với vợ con hả mày? Tao nói mày nghe chưa, nha. Vợ con mày để kiểu này không cho nó vận động nha, mai mốt à, khó đẻ luôn á, cho mày biết nha. Chào cả nhà. Dạ. Ủa, chị Xuân. Thưa má mới qua. Dạ. Chị qua hồi nào?
Dạ mới qua. À mới qua, quên lộn. Dạ. Má ngồi đi má. Này lạnh nè chị ơi. Dạ, hãy tôi đánh là tôi sạc qua, tại nó đang có bầu có bị. Dạ. Nếu nó thèm cái gì á là tôi đem qua cho nó. Dạ. Nè, mấy má còn thích á má đem qua hết cho con rồi nè. Trời ơi, tôi nói ổi này nó giòn mà nó ngọt ngọt chua chua ăn đã lắm luôn á. Má nói là con chảy nó biết hết trơn luôn à. Đó, tía, tía thấy chưa? Nếu như mà bây giờ con đang ở bên nhà bển với má con á là con sẽ có đồ ăn gấp 3-4 lần như vậy luôn á. Trời ơi, nó nói vậy chẳng khác là giống như nó đổ cho tôi là giống như đây tôi chèn ép, tôi bức ép gì tụi nó lắm hay sao á. Trời ơi, dạ, anh xui thông cảm. Con nhỏ này á nó còn trẻ người non dạ lắm anh. Nó nghĩ sao nó nói vậy, anh đừng có để bụng, nó còn nít lắm nghe anh. Nó không có ý gì đâu. Trời ơi, má biết á là tía chồng con cưng tụi bay dữ lắm. Cưng đứa cháu nội sắp sửa ra đời nè, cưng dữ lắm. Đừng có nói đó, vậy. Thì chị biết, tôi có bao giờ đâu. Nó là phận, nó là dâu. Không lẽ là tôi cái gì tôi không phải để bụng thấy không? Tôi dạ, đâu có để bụng làm gì. Dạ tôi biết mà. Thôi bây giờ vậy nè. Dạ. Vô trong để cho chị nói chuyện với lại gái chị ha. Dạ. Đi mày, đi vô tía mày. Thôi con ở đây chơi với vợ với má vợ của con. Tía vô mình đi. Ở đây mày hầu hả? Ở đây mày hầu vợ mày nữa hả? Hả? Tao nói mày hầu hoài nha. Cái kiểu này mà muốn sanh nở nó khó khăn thôi cho mày biết không nha. Dạ. Để cho nó vận động đi. Mày cứ gì mày cũng chịu đó. Đi vô mày. Dạ. Vậy thôi má ngồi chơi với vợ con. Con vô với tía của con. Ừ được rồi con. Nè nghe má nói nè, bầu bì không có được nhăn nhó quạo quọ nha. Mới mốt đẻ em bé ra không có được tươi tắn như con. Có gì cũng được có buồn, nghe không? Má thấy á, ngày nào tía cũng trì trí con vậy hết trơn á. Thiệt á, con không khó đẻ mà tía trù riết con cũng khó đẻ luôn á. Phun nước miếng nói lại, không có được nói xui xẻo như vậy. Người ta kỳ, hiểu chưa? Nói bậy bạ không à. Nhưng mà nói gì nói á, má thấy tía chồng con nói cũng có phần đúng đó. Giờ mình có bầu có bì, mình cũng phải lao động vận động chứ. Đi tới đi lui làm nọ kia, không có làm chuyện nặng. Mình làm việc nhẹ nhẹ thôi, chứ không có ngồi ù lì như vậy. Rồi sanh khó, ổng sợ vậy thôi. Ông nói cũng đúng đó, con đừng có buồn. Bây giờ nghe má nói nè, giờ đó nha, giờ phải vui vẻ nghe không? Để đẻ em bé cho nó tươi tắn nghe không? Nè, má đem đồ ăn qua cho con ăn đó. Vui lên dạ. Đi con. Trời ơi, hỏi má đem qua, con chảy nước miếng dài luôn. Nè, ăn đi con. Sao ơi, sao à con nhà, sao à, sao kỳ ghê anh, sao là bởi vì mà anh te anh đi một nước luôn rượt anh không kịp luôn đó anh, sao được theo tôi ở trời tốt quá ha, chứ không phải ăn uống no nê nghe gái già tỉ tê xong bắt đầu xong rồi bỏ bạn luôn à, xong về bên bển á tắm heo đồ này nọ cho tròn bổn phận làm chồng. Wow, trời. Tôi biết là thế nào anh cũng dằn hắt tôi hà, tôi biết. Dằn hắt cái gì chứ không phải là dằn hắt. Là tôi nể mặt bà, tôi mới ở lại. Bà nắm tay tôi, bà kéo tôi ở lại. Cho nên tôi mới nể, tôi mới ở lại thôi. Nắm tay kéo ở lại. Ừ. Đây nè, anh em mình già hai thứ tóc hết trơn rồi nha. Con mụ tám không có đơn giản như ông nghĩ đâu. Nắm tay lại, nắm tay dằn hắt đồ này nọ. Làm quá, ông làm bao nhiêu con nít đó, ai dụ ông cũng được. Tôi cũng muốn đi về lắm, nhưng mà nói thiệt là tại vì tôi nể mặt anh, tôi vì anh cho nên tôi mới ở lại. Tôi vuốt bà từ trên xuống dưới, tôi vuốt từ dưới lên trên, tôi vuốt để cho bà hiểu rằng là tại sao bà đi kiếm chuyện với anh. Tôi binh anh đó anh à. Cảm ơn đệ huynh. Trời ơi, nhờ vuốt đó hen. Ừ. Nhờ vuốt bà đó, bây giờ cái mặt ngu ra luôn rồi kìa. Anh không tin phải không? Anh không tin tôi bên anh đi hỏi bà đi. Đến độ mà tôi bên anh á, bà nổ khùng luôn á. Bà đuổi tôi còn hơn là đuổi tà nữa đó. Anh không tin tôi đi về à? Tin không? Thôi tin, ngồi đây. Biểu bây giờ tôi đi hỏi bà hả? Ừ. Bà mẹ hồi nãy tôi chửi bà, cái não bà bây giờ nó sắn lại, không biết nó gỡ ra chưa. Ở đó đi năn nỉ hỏi bà. Nè, uống nước đi. Thôi mà, già hết rồi, đầu hai thứ tóc rồi. Không lẽ ba cái chuyện con anh để trong bụng hay sao? Anh nói câu đó tôi mới để bụng. Để bụng sao? Anh nói câu già hai thứ tóc tôi mới để bụng. Đúng rồi. Tôi mới có tóc hai thứ, còn anh tóc nữa là mà hai thứ. Coi như là tôi xin lỗi anh đó, anh chịu chưa? Rồi thì uống nước đi. Cảm ơn. Hồi nãy tôi uống nhà ta 8 điệu rồi. Dẹp đi, đi về. Về nhà bà con mụ tám đó nha, múc nước xong uống đi. Khùng,
Nó giận uống ly trà thiệt, trà ngon sám hồn. Anh thực sự rất bất ngờ đó. Không thể nào tin được là cây lục bình lại có thể làm ra được nhiều vật dụng hữu dụng và đẹp tới như vậy đó. Chẳng lẽ từ xưa tới giờ anh chưa từng thấy sản phẩm liên quan đến lục bình hả? Anh không phải là không thấy, mà tại vì lúc đó chưa có nhiều ý tưởng cho nên là cũng không chú tâm cho lắm. Nhưng mà bây giờ về đây á, tận mắt nhìn thấy cách thức sản xuất của gia đình em như vậy, anh thực sự thì rất ấn tượng đó. Vậy hả? Vậy mai mốt á, anh về bển, em sẽ gửi anh một số mặt hàng làm từ lục bình. Anh về bển tặng cho người thân với bạn bè, chắc chắn là họ sẽ thích lắm á. Cảm ơn anh, nhưng mà anh không cần đâu, vì anh dự định sẽ đem mặt hàng này xuất khẩu qua Mỹ. Ý anh là sao? Thực ra lần này ngoài việc về thăm quê ra thì anh còn định là sẽ tìm kiếm những sản phẩm thủ công từ vật liệu thiên nhiên để xuất ra nước ngoài. Nhưng không ngờ là em với lại bác Sáu làm đúng ý anh luôn. Cho nên lần này anh sẽ nghiên cứu kỹ, rồi sẽ kết hợp với bác Sáu và em để xuất ngoại sản phẩm quê mình. Wow, nếu như mà mấy sản phẩm của em mà được xuất khẩu ra nước ngoài là hết sảy luôn á. Anh thật bất ngờ nha, không nghĩ là chỉ có một mình em và bác Sáu mà có thể gây dựng một cơ sở như vậy. Thật là quá đáng nể. Thời gian đầu mới làm á cũng cực lắm, nhưng mà nói thực sự thì em cũng nhờ anh Khang phụ một tay, đem đi chào hàng khắp nơi thì có được mối mang như bây giờ. Rồi anh còn phụ em đăng hàng trên mạng nữa, cho nên là được rất là nhiều công ty tìm tới. Thật ra bây giờ làm cái gì cũng gặp khó khăn lúc đầu, em cứ coi đó là thử thách thì mình mới có động lực để vươn lên. Chứ mà nếu như khởi đầu thuận lợi quá thì về sau sẽ dễ chết hơn khi mà gặp rất nhiều khó khăn. Dạ thưa tía, con mới qua. Dạ thưa ông ơi, con mới qua. Ê, cha giỏi quá, con đi học về đó hả? Dạ. Bữa nay được bao nhiêu cái điểm 10 nói ông ngoại nghe coi. Con được 2 điểm 10 luôn đó ông ngoại. Cha giỏi dữ ta, được 2 cái điểm 10 luôn. À nè, ông ngoại có mua một bịch bánh ở dưới á. Dạ. Để nhà dưới á, con xuống ngay chỗ cái đầu tủ nha. Dạ. Xong con lấy con ăn đi nghe không? Dạ. Bữa nay cũng lớn bụng hả chứ? Dạ. Mày làm gì mặt mày buồn so vậy? Đâu có buồn đâu tía, con vui lắm mà. Mày về bển nè, má chồng mày khó khăn lắm hả? Đâu có khó đâu tía, má chồng con dễ ẹt à. Đâu có khó gì đâu, má chồng con dễ ẹt luôn á. Con mẹ tám mày tao còn lạ lắm gì nữa, khó hay không tao biết nè. Không có, không có khó thiệt mà. Thôi tía, để con vô con dọn cơm cho tía ăn nha, xong rồi con tranh thủ về. Không thôi má chồng con la nữa, má chồng con dễ ẹt à. Đẻ con ra đâu có chọn được cho con cái nơi mà nó làm dâu đâu trời. Chờ ách chết. Trời chết ơi chết. Dạ má. Ôi, mẹ học cái ơi. Gì đâu mà học ngộ ghê à. Tôi đi bán về cũng thấy học, mà tắm rửa xong ra vẫn thấy còn ngồi học. Dẹp nghỉ đi con. Thôi mà má, bé Hương nó học bài thì má cho nó học đi. Học cái gì, nó học ở trên trường suốt cả buổi cả ngày rồi, rồi giờ về đây còn biểu nó học nữa, sao nhỏ chịu nổi. Con muốn nó học xong bài ở trường cho nó, rồi cái ngày mai nó lên trường á, nó theo kịp bài, lúc đó nó tiếp thu nhanh chứ có gì đâu má. Tôi thấy cô á hành hạ cháu nội tôi á thì đúng hơn á. Thôi dẹp nghỉ đi ăn cơm con. Má làm như vậy rồi mai mốt nó quen cái thói ỷ lại, nó không chịu học đó. Cái lên trường nó không chịu tiếp thu, nó thua kém bạn bè trong lớp nó nữa. Trời ơi, nhỏ có chút ép à, y như là trái dưa trái cà vậy á. Mới bà lớn à. Trời ơi, cứ ép con nhỏ học hoài vậy. Mai mốt nó nghe tiếng học á, nó sợ học cho coi. Vô ăn thôi, cơm thôi con. Má được rồi. Con đi vô dẹp tập rồi rửa mặt rửa tay rồi ba má dọn cơm xong rồi ăn cơm nha. Đi đi con, đi đi con. Đi, đi. Đi đi cháu nội. Dạ. Giỏi à, con giỏi lắm á. Đừng có cãi nữa mà. Đi con, con xuống con dọn cơm nha má. Ừ, cho dẹp vô đi con. Dạ, nha. Để con bỏ vô. Dạ. Ôi cháu nội bà giỏi quá. Đó phải bài bản vậy đó. Đó phải bỏ vô cháu nội vậy. Của má mà.
Đó, đó ngoan ghê chưa. Rồi con gái mà giỏi quá. Rồi vô đi con, rửa tay rồi vô ăn cơm nghe con. Dạ. Bộ má, bữa nay quán xá bộ nhiều khách lắm hay sao mà con thấy má mệt mỏi quá vậy? Bộ dòm ngoặt của tôi mua may bán đắt dữ lắm hay sao vậy? Chỉ có mệt, không có tiền. Vậy thì ngồi thẳng lưng lên cô đấm lưng cho. Chà, bữa nay sao tốt dữ vậy ta, săn sóc tôi nữa vậy ha. Vậy chứ thường ngày á, quăng cục lơ vô mặt tôi á, đâu có thèm ngó ngàng gì tới mặt tôi. Má này, lúc nào con cũng coi má là số 1 hết á. Vậy chứ vợ bay số mấy? Xuân hả? Cũng số 1 luôn. Phải rồi, tôi tưởng nó thương tôi là nhất, nó coi tôi như là nhất. Nào ngờ nó xem má nó với vợ nó là ngang với nhau. Má thiệt tình, má đừng có nói vậy. Con lúc nào cũng muốn nhà cửa của mình yên vui đầm ấm hết á, cho nên con đâu thể nào mà bên trọng bên khinh được. Nhưng mà nên nhớ rằng là tôi nha, má là người mang nặng đẻ đau con ra đó thằng quỷ. Thì đúng là má sinh con ra. Nhưng mà vợ của con á là sinh con của con, cũng giống như là má sinh con vậy đó. Má không chịu hiểu cho con gì hết. Thì cái bụng á, con thương má, con cũng thương vợ của con nữa. Nhưng mà chỉ có khác một điều á, là má sinh con ra, cho nên con với má dễ thông cảm, dễ tâm sự, dễ chia sẻ với nhau. Còn Xuân dù gì cũng là con dâu của má, có nhiều chuyện cô ấy cũng đâu thể nào mà thổ lộ với má được. Má phải hiểu cho cô ấy chứ. Nhưng mà má, thiệt ra má không có ghét bỏ gì con Xuân hết trơn á trời á. Ngặt nổi có con cái á, là nó không có lanh lẹ nè, nó không có ngoan ngoãn như con Chanh nè. Cho nên má hơi buồn vậy thôi. Phải chi mà nó được nửa con Chanh thôi thì tốt lắm đó. Cứ nhắc con lanh chanh đó làm chi cho mất vui vậy. Thôi thôi thôi, xuống ăn cơm ơi. Đi xuống ăn cơm. Bay sao? Xong cho em. Dạ xong rồi. Mời má mời chồng xuống ăn cơm. Trời ơi là trời, mời ăn cơm mà cái mặt của nó. Trời ơi trời. Trời con cười kìa nè, con cười buồn nè. Ăn không vô, nuốt không vô. Thôi, đi, đi ăn cơm, đi ăn cơm. Kệ đi. Tía. Thôi còn chị Hai Bay ở nhà. Thấy nó đông vui, nó ấm cúng gì đâu. Tự nhiên giờ nó đi lấy chồng cái tao thấy nó vắng tanh. Con người mà sao thấy vắng tanh hả mày? Tía, bữa nay có anh Bảo Nam rồi, nhà mình cũng đông vui mà. Tía, bộ bữa nay tía có chuyện gì buồn hả? Sao tự nhiên cái hỏi tới chị Hai à? Sáng con Xuân nó có về, tía có hỏi chuyện bên nhà bà Tám Điệu. Nó ậm ừ, nó không nói. Mà tía nhìn thấy nó tía xót quá. Thôi con nghĩ là tía đừng có lo lắng quá. Với lại tía cũng biết là anh Hai thương chị Hai rất là nhiều. Chắc là anh Hai sẽ không có để cho chị Hai thiệt thòi đâu. Tía đừng có lo mà. Tía biết là anh Hai bay thương chị Hai, nhưng mà đường dài mới biết sức ngựa. Bây giờ nếu mà nó thương á, mà nó làm trái với lại cha mẹ nó thì đâm ra nó bất hiếu. Tía cũng không muốn chuyện đó. Chỉ mong là nó đủ bản lĩnh để nó giải quyết cái chuyện này thôi. Con tin á là anh Hai sẽ làm được. Mà người ta thường nói á, con gái là hưởng phước cha. Tí của con sống tốt như vậy á, làm sao mà con gái của tí khổ được chứ. Bên đây mày biết nói nịnh quá ha. Con chỉ nói sự thật. Tí thì cái tâm tí không độc, nhưng mà tí bị khẩu nghiệp. Không sao. Đó, con thấy hay không? Bán cái này hả tí? Trời ơi, sao cho em nó chơi game vậy con? Thì lâu lâu cho bé Hương chơi chút, con đâu cho chơi thường đâu mà má lo. Thôi đi, dẹp đi. Nó lận đít, bày đặt chơi game mai mốt nó ghiền á. Vậy thôi con vô rửa mặt rồi đi ngủ sớm đi con. Dạ. Mai con đi học sớm nữa. Đi con đi ngủ. Dạ đi con rồi. Giỏi. Ủa, sao má chưa ngủ còn ra đây? Chờ bà dâu bà làm thao nước ấm ấm, ngâm chân đặng ngủ cho nó ngon.
Mà chờ hoài sao không thấy, chắc chờ tới sáng luôn quá à. Còn mới nghe má kêu Xuân đây, giờ mới lại nói vậy. Bây giờ nè, má bớt dữ dằn, má bớt nói chút xíu là con cháu vui vẻ à. Lộc ơi là Lộc, má đẻ con ra mà mày lên mặt dạy đời má đó hả Lộc? Kiểu này chắc là do chị hai toan hót cái gì rồi đó ha. Má, má nói gì kỳ quá. Tự nhiên ai mà đi làm mấy chuyện đó, má nói vậy không sợ vợ con nghe rồi cổ buồn sao? Mặt nó lúc nào cũng lầm lầm lì lì hỏi sao ta không bực cho được hả? Mày là chồng của nó, mày phải dạy nó, biểu nó cởi mở ra một chút, biểu nó cười lên một chút cho nhà này vui vẻ may mắn. Trời ơi, cái mặt như dùi đục chấm mắm nêm vậy mà làm sao làm ăn khá nổi hả Lộc? Má nãy giờ má nói chuyện với con á mà mặt má giống như dùi đục chấm mắm nêm luôn. Tao có giỡn với mày nghe mày. Cười cái coi. Khi nào nó cười tao cười. Cười cái đi mà, má cười trước đi. Tao đã nói rồi, khi nào nó cười tao mới cười. Thiệt mà, cười. Tao nhất quyết rồi, tao nói khi nào nó cười tao mới cười. Má giết tao. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Là cái gì? Tôi đã cố gắng hết sức rồi. Ủa, đã nói là trong thời gian này mình hạn chế gặp nhau mà, kêu em qua đây làm chi vậy? Ít gặp chứ đâu phải là không gặp. Anh có chuyện muốn nhờ em chút. Chuyện gì? Em kiếm chỗ nào xây dựng anh mới tiền coi. Nữa hả? Anh lại thua bài xong rồi dây mượn tiền của anh ta chứ gì? Đúng rồi. Trời đất ơi, em đâu phải là cái máy in tiền đâu. Người ta chơi thua bài á thì người ta ngưng đi. Chừng nào có tiền á thì chơi tiếp. Trước đây anh không nhớ hả? Khi mà anh ở Sài Gòn á, anh cũng chơi thua te tua, xong rồi anh dây mượn của giang hồ đó, để cho nó tới, nó truy lùng, nó kiếm tới tận ổ luôn. Rồi hai đứa mình mới bỏ trốn về dưới đây. Anh nên nhớ đây là dưới quê, em nói cho anh biết, người đi ra người đi vào đụng mặt nhau, biết mặt nhau hết á. Ở đây mà muốn trốn thì cũng không trốn được đâu à. Ờ nè em, bây giờ em tìm cách á, moi tiền của bà Tám Điệu cũng được mà. Dù là hiện giờ em đã lấy được lòng tin của bà rồi, nhưng mà muốn bà xì tiền ra thì cũng phải có lý do, chứ đâu phải... Anh biết đó, người ta giàu chứ đâu phải người ta ngu đâu. Cái quán của bà nghe nói là lúc này ế lắm phải không em? Ừ, đúng rồi, cũng vì lý do đó mà bà buồn hiu à. Bây giờ mà kêu bà xì tiền ra, dễ gì bà xì tiền. À nè, anh có cách moi tiền của bà rồi. Cách gì? Liệu cách này ổn không? Quán của bà đang nghỉ, bây giờ em hiến kế cho bà, có khách đông lên thì chắc chắn là bà chịu mà. Lúc đó chúng ta sẽ vẽ ra nhiều thứ, kêu bà là mua, thí dụ chẳng hạn như là mua cái dàn máy âm thanh, nhạc sống, thấy không? Phải có nhạc sống á mới thu hút khách nhiều. Lúc đó chắc chắn là bà chịu. Thì khi bà đưa tiền mình mua cái dàn nhạc sống đó, mình đổi đồ dởm vô, lúc đó mình vô một khúc rồi, đúng không? Nhưng mà lỡ bà kêu anh Lộc đi mua thì sao anh? Trời ơi, thằng Lộc nó đâu có rành về máy móc đâu mà em lo. Em cứ nói với bà là em có ông anh họ rất rành về máy móc, rồi giới thiệu cho bà. Bà tin tưởng em, thế nào bà cũng chấp nhận. Em cứ nghe lời anh đi. Ok. Ê, bà hôm nay bên bà Tám giảm giá phải không? Đúng rồi kìa, bà giảm giá 5% kìa. Không, mình đi vô, mình đi vô bà. Đi vô đi, đi vô đi. Trời ơi, dạ dạ, mời vô, mời vô, mời vô, mời vô. Mời vô, dạ ngồi xuống đi. Dạ, dạ mời ngồi. Dạ, chào chị Tám. Chị ngồi đi, chị uống gì chị? Dạ, cho em nước cam. Rồi, nước cam. Đó. Cà phê. À, alo, mày đang ở đâu vậy? Ờ, tôi đang ở nhà nè, có gì không? À, qua quán bà Tám uống phê nè. Hôm nay giảm 50%. Thiệt mày? Ờ, thiệt. Có gì qua đây rủ đông đông đi, tao bao. Có gì mày vô trước đi, tao qua liền. Rồi rồi, nhanh nhanh nha. Vậy nghe. Vô. Đây. Có liền đây. Dạ.
thiếu cái con nữa. Rồi rồi rồi, biết rồi, chào chú, chào chú nha. Dạ. 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 Trời ơi, nước quá à. Thôi, mới chị đã nữa nghe. Má đã nữa không? Trời ơi, chị Tám nó chịu đi. Biết nhà anh 3 ngày. Để đi tôi dẹp. Trời ơi. Dạ, để từ từ rồi con dọn cho. Tám yên tâm đi. Tối nay chắc dở cái chân lên hết nổi rồi con ơi. Để con bóp chân cho. Ôi, qua trời qua đất luôn, mệt quá con ơi. Thấy chưa, con đã nói rồi, thế nào là khách cũng đông cho coi mà. Mặc dù mệt thì mệt, nhưng mà mình có tiền rồi mình vui rồi hả Tám ha? Ê, đây, Tám để chân đây nè Tám. Rồi. Con thấy Tám vất vả vậy, con thương hết sức luôn vậy đó. Ôi, có gì đâu con. Con nghĩ lại, công nhận Xuân tệ gì đâu mà tệ luôn vậy đó. Thấy Tám buôn bán cực khổ, khách đông vậy đó mà không thấy ló mặt ra phụ gì hết trơn à. Nhắc tới nó làm Tám tức thêm vậy đó. Nó có bao giờ mà nó nghĩ Tám là má chồng của nó đâu con. Con cũng biết Xuân suy nghĩ sao nữa. Khi mà Tám ra đây Tám làm vậy á là phụ cho anh Lộc đỡ đần chuyện nhà, vậy mà còn không có biết thương, còn không ra phụ gì hết. Khách thì đông. Con nói thiệt nha, tại con không có diễm phúc được làm con dâu của Tám. Chứ con mà có má chồng như Tám thì con đội lên trên đầu á. Sao? Dữ vậy đó hả con? Dạ. Nếu mà Tám là má chồng của con á, là con vui dữ vậy đó hả? Dạ, con nói thiệt mà. Con á, con vui vẻ, hoạt bát, thông minh, lanh lợi. Phải chi mà con Xuân nó được một góc như con á thì đỡ biết mấy. Thôi Tám, Tám để con bóp chân cho Tám.